Chào mọi người nhé. Chuyện là Sùng Thê làm Vinh, tác giả là Thượng Quan Mộ Dung, MC Trần Khanh. Chương 2: Trừng trị nha hoàn. Qua lễ Nông Sĩ đầu mùng 2 tháng 2, trời xanh gió mát. Những cây liễu bắt đầu nhú ra những chiếc lá xanh mượt mẩn. Nông Sĩ đầu, phong tục truyền thống của Trung Quốc, còn được gọi là lễ cày bừa vụ xuân, lễ đồng áng, lễ xuân nông. Đây là ngày lễ truyền thống của nhân dân Trung Quốc. Kỷ Thanh Y viết xong con chữ cuối cùng trong Lê Quý Đôn, đọc truyện online Kim Cương Kinh Kim Cương, đặt bút xuống, xoa bóp cổ tay hơi ẩm, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc rèm trong sáng của sạch sẽ, bóng nạm nan cao lơn sân đã lên chổi. Mùa xuân đến, mọi phần tràn trề sức sống, nghênh đón cuộc sống mới mà Kỷ Thanh Nhi nàng cũng sống có một lần. Kiếp trước nàng thất thần trước hôn nhân, quyến rũ biểu ca, để cha mẹ mất phải hổ thẹn, khiến đệ đệ con trẻ không thể ngóc đầu. Ánh mắt ngoại tổ mẫu nhìn nàng đầy chán ghét và ruồng bỏ, đối xử với nàng cũng mang theo khinh bỉ. Bên ngoài nàng là thiếp của tiểu ca, bị sự thực là nàng bị Tư Lệnh Kiểm độc chiếm. Sao nàng có thể luôn nàng cái đường này? Nàng lúc nàng chết vẫn chưa tròn đôi mươi, thanh thái càng thảm hại hơn, chết lúc nào nàng cũng không biết. Tất cả những chuyện này đều bắt đầu từ những từ lúc nàng ni trà Lê Nguyệt. Chừng bước đến hàng hoa, mắt chóng mặt chỉ là một lý trí ít ỏi. Mặc cho Tư Lệnh Kiểm tới gần nàng, nhớ tới đủ chuyện kiếp trước, Kỷ Thanh Nhi dùng mình, đầu ngón tay run rẩy. Không không, những chuyện đó đều đã qua, chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Hiện tại những chuyện đó đều chưa xảy ra, nàng mới 14, là kỷ biểu tiểu thư kiêu ngạo đọc truyện online, ngang ngược không thể tha thứ, chứ không phải là chim hoàng yến bị Tư Lệnh Kiểm nhốt trong khuôn viện tình xảo. Kỷ Thanh Nhi ép bản thân không nhớ tới những chuyện cũ, tầm mắt dõi về trong sân. Nàng làm sai chuyện bị phạt, bị đưa đến biệt viện tư quá, phải chép kinh kim cương 100 lần mới có thể ở lại kinh thành. Kiếp trước nàng cũng lại đây hơn 5 tháng, mãi đến tháng 3 năm nay, thanh thái lên cơn sốt hôn mê gọi tên nàng, ngoài tổ mẫu mới đón nàng về. Bây giờ là đầu tháng 2, cách thời gian nàng hồi kinh còn hơn 1 tháng. Nếu như nàng có thể chép văn kinh xong sớm thì có thể về sớm hơn. Thanh Thành cũng không cần chịu khổ vì bệnh tật. Dưới cây ngọc lan có hơn hai nha hoàn đang ngồi, mắt tròn mắt trứng tên Thái Tâm, còn những người có dung mạo xinh xắn những chạc tên Tố Tâm đều là thị tề thiếp thân của nàng. Tố Tâm nhìn trời nói với Thái Tâm: tiểu thư đã viết cả buổi sáng rồi, không thể để nàng viết tiếp được, nếu không mai sẽ kêu đau cổ tay. Vậy đi, nhắc tiểu thư nghỉ ngơi. Thái Tâm chạy vào minh đường, giọng nói to gọi rõ: Niêu thư mập Lê Quý Đồn online. Sau đó sải bước vào gian nhà phía đông. Tiểu thư viết liên tục từ sáng đến trưa, lên nghỉ một lúc vừa nói vừa đi đến bên án kỷ, thấy hôm nay Kỷ Thanh Nhi viết nhiều hơn ngày thường, liền vui vẻ hô lên: viết được nhiều quá. Kỷ Thanh Nhi nhào mắt nước nàng. Thái Tâm nhớ đến lời dặn của Kỷ Thanh Nhi mấy hôm trước liền vội vàng im bặt, dùng tốc độ nhanh nhất cầm hơn nửa chỗ kinh văn đã chép xong giấu đi. Kỷ Thanh Nhi hài lòng gật đầu. So với Tố Tâm, Kỷ Thanh Nhi càng muốn tin tưởng Thái Tâm. Kiếp trước những người bên cạnh nàng đều không có kết quả tốt trừ Tố Tâm.
Nhưng nàng không thể vì chuyện này mà phán quyết Tố Tầm bất trung với nàng. Vậy nên lúc từ sống đến nay, nàng luôn âm thầm quan sát Tố Tâm, nhưng không có gì là mờ ám. Hoặc giả Tố Tâm là trung tâm với nàng, chỉ là nàng nghĩ nhiều. Hoặc là Tố Tâm ngụy trang quá giỏi làm cho nàng không phát hiện ra điều gì, cho nên nàng phải nghĩ cách dò xét. Tố Tâm bưng trang điểm đi vào, vui vẻ: "Tiểu thư đói bụng không? Đây là đậu phụ vàng nhà bếp mới làm, tuy không thể so với sòng phủ nhưng là đầu bếp thái phu nhân tới, phải xem thử xem." Tố Tâm nói xong liền thở dài: "Cha tiểu thư chép xong kinh Kim Cương, chúng ta sẽ trở về kinh thành, không cần chịu khổ." Thì ra ca chép kinh văn chịu khổ so với những khổ nhục nhã và nhục nhã trong kiếp trước đây coi là gì. Kỷ Thanh Y lau tay, cầm một miếng đậu phụ vàng vừa đưa vào trong miệng không khỏi sửng sốt: "Này, Tố Tâm tỉ mỉ những chuyện của tiểu thư là nàng luôn vô cùng ân cần, sao có thể bưng điểm tâm lạnh đến?" Khoan, nàng không muốn biệt viện nên nên luôn gây chuyện giở thói hư. Ba tử trong phòng bếp bị nàng đuổi đi không ít. Lý Tẩu mới tới có thân thích với Đỗ Ma Ma, mà hai ngày nữa Đỗ Ma Ma mới kiểm tra tiến độ chép kinh của nàng. Đột nhiên suy nghĩ của Kỳ Thanh thì trở nên rõ ràng. Đáng chết, lúc này là cũng dám bùng cho ta ăn sao? Miếng đậu phụ vàng này chỉ cắn miếng nhỏ, phần còn lại nàng ném vào trong đĩa, sau đó nổi giận ra khỏi phòng. Nàng đến phòng bếp đi một vòng, sau đó nhanh chóng trở lại rón rén đứng sau cánh cửa tây. Tố Tâm đang kéo tay Thái Tâm, nhẹ lời khuyên nàng không nên đi ngăn cản Kỳ Thanh Y. Trong lòng tiểu thư đang tức giận, bây giờ ngươi đi ngăn nàng làm cháy ngọn lửa trong lòng cháy mạnh hơn, không nên để trút ra ngoài, nếu không chịu đựng đến sinh bệnh thì không hay. Chờ tiểu thư phát giận xong, ngươi lại đi khuyên nhủ nàng: "Trước chúng ta gom lại kinh thư đã chép đã." Thoạt nghe những câu này đều suy nghĩ cho tiểu thư, nhưng ngẫm lại đều là những lời nói chứa khích bác. Kỳ Thanh Nhi thất thần chốc lát, quả nhiên nàng không trách nhầm Tố Tâm, phản đồ cạnh mình chính là nàng.
Sao trước kia nàng không nhìn ra Tố Tâm giáp tâm hại mình, khắp nơi khích bác như vậy, đẩy mình vào bất nghĩa? Kỷ Y Thành cười lạnh. Qua khe hở của mình nhìn dèm nhìn Thái Tâm. Thái Tâm không nghe lời Tố Tâm, đi thu kinh văn, mặt lộ vẻ do dự, rõ ràng là bị Tố Tâm thuyết phục. Tố Tâm thấy Thái Tâm không ra ngoài ngăn cản Ý Thanh Y gây chuyện, nên yên lòng buông tay ra, xoay người đi khom kinh văn Kỷ Thanh Y chép. Thấy Kỷ Thanh Y mới viết được 3-4 trang giấy liền nhíu mày thở dài. Tuy tiểu thư đã rất nỗ lực nhưng tiến độ này vẫn không kịp được. Mấy hôm nữa dỗ mama tới kiểm tra, không phải làm thế nào bây giờ? Bằng không xế chiều hôm nay chúng ta cũng giúp tiểu thư ghi chép. Dáng vẻ thật tâm thật tình suy nghĩ vì Kỷ Thanh, đúng là kẻ gian làm nhưng trung thành. Khi Thanh Y nhấc chân đúng mở cửa, đúng lúc Tố Tâm cầu mày ngẩng đầu, tầm mắt hai người chạm nhau. Tố Tâm giật mình sửng sốt một lúc mới hỏi, tiểu thư về lúc nào vậy? Có phải Lý tiểu tẩu làm tiểu thư tức giận không? Kỷ Thanh Y đứng ở cửa thu hết vẻ ngạc nhiên của Tố Tâm vào đáy mắt. Đúng vậy, lúc này mình không có phòng bếp được gây chuyện mà trở về, đấy nàng ta trở tay không kịp, bảo sao không ngạc nhiên cho được. Kỷ Thanh Y cười lạnh, hơi nhếch cằm nhìn chằm chằm Tố Tâm. Tiểu thư, Tố Tâm hơi ngẩn người, sau đó tiến lên cầm tay Kỷ Thanh Y, nam như ra hòa giải nói, Ni tẩu tuổi trẻ lại ý vào mình có hoàng với Đỗ Mama. Trước giờ không đặt người bình thường trong mắt. Trừ Thái phu nhân vào ra, dù là đại tiểu thư ấy cũng chưa từng nhân nhượng, dù chúng ta có khó chịu thì cũng chỉ chịu mấy tháng này. Tiểu thư nhẫn nhịn thêm một chút là qua thôi. Nhân nhịn kiểu gì đây? Trước kia Kỷ Thanh Y không biết bộ mặt thật của Tố Tâm thì thôi, nếu bây giờ nhìn rõ sao nàng còn phải chịu đựng nữa. Nửa tháng này nàng chịu đủ rồi. Tố Tâm vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng bốp, chưa kịp phản ứng đã cảm thấy má trái đau rát. Tố Tâm ngẩng đầu không dám tin nhìn Kỷ Thanh Y, ánh mắt nàng lạnh lùng. Ngạc nhiên sao? Không ngờ tới đúng không? Tại nha hoàn này nàng ta nói là nghe nấy, tín nhiệm kể trọng, kiếp trước đừng nói là đánh nàng ta, dù chỉ là một câu nặng lời cũng chưa từng. Tính nàng không tốt, chẳng qua tình thế bắt buộc không thể ngụy trang mình như một con nhím, nếu không các nàng cu nhì ấu đẻ ăn nhở đậu sớm muộn cũng bị những người kia ức hiếp đến chết. Vai của nàng muốn luôn xù xì ra với người khác, với người bên cạnh nàng rất hòa khí, cũng rất dễ nói chuyện. Song hôm nay nàng đột nhiên khác thường, cho Tố Tâm một bạt tai thật đau. Nàng tín nhiệm Tố Tâm, để trọng nàng ta, nhưng nàng ta báo đáp nàng như thế nào? Nhờ nàng thông đồng cùng Lê Nguyệt Trừng, giám thị nhất động của nàng, báo cho Lê Nguyệt Trừng biết kiếp trước nàng thê thảm như vậy, không thể không kể công của Tố Tâm. Nàng đâu chỉ muốn đánh nàng ta, đến lòng muốn giết cũng không có. Không vội, Tố Tâm Lê Nguyệt Trừng, Trần Văn Cẩm từng lệnh kiểm, từ người một kiếp này bọn họ đừng hòng làm tổn thương nàng. Tố Tâm bị một cái tát làm cho mộng mị, xảy ra chuyện gì thế này? Trước giờ tiểu thư có tức giận nhưng chưa từng đánh người, chẳng lẽ hành động của mình bị nộ? Ý niệm sau cùng cùng làm Tố Tâm lạnh cả người. Tiểu thư, Tố Tâm nức nở quỳ gối bên chân Kỷ Thanh Y, na nỗi của lâu tỳ. Tiểu thư phản lâu tỳ thế nào cũng được, nhưng đừng làm đau lòng ta.
Cái thanh niên nhìn nàng từ trên cao, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng như ánh trăng. Phản ứng là đúng là nhanh, lúc này vẫn không quên suy nghĩ cho chủ nhân. Đúng là trung tâm lòng thân lòng, tỉnh thầm ý lặng. Nếu không phải nàng từng chết một lần sợ sẽ bị nàng lừa dối, nhưng nàng ta còn là nô tỳ tốt, phát đốc tìm kế khích bác nàng đi phòng xếp, suy ra chỉ để nàng xúc phạm lý tẩu, mích nòng dỗ ma ma. Dỗ ma ma hồng nhân trước mặt thái phu nhân, nàng gây tội với dỗ ma ma, sao có thể trở về phủ Bình Dương hầu nữa. Tiểu thư lô tỳ biết trong lòng tiểu thư khó chịu, tiểu thư nói với nô tỳ rốt cục xảy ra chuyện gì, nô tỳ cũng biết mình sai ở đâu. Tố tâm ngẩng đầu, năm dấu ngón tay đỏ bừng trên má trái quả là làm đau mắt, ánh mắt hồng hồng nóng chảy. Tiểu thư đánh nô tỳ, thắng mắng nô tỳ cũng được, nhưng đừng để bản thân tức giận. Chẳng qua chỉ muốn Kỳ Thanh Nhi nói ra, muốn biết trước mặt Kỳ Thanh Nhi nàng ta có bại nộ hay không mà thôi. Kỳ Thanh Nhi không cho nàng ta như ý, liền là nghiêm mặt lạnh lùng chỉ ra ngoài, ra ngoài quỳ cho ta. Tố tâm hốt hoảng, nước mắt rơi từng giọt trước khi đi ra. Trước khi đi ra vẫn không quên dập đầu với Kỳ Thanh Nhi. Vâng. Kỳ Thanh Nhi nhìn Tố Tâm sống lưng thẳng tắp, ngẩng đầu uốn ngực kiên trì cường quỳ gối trong định là không khỏi cười lạnh. Nàng không chừng trị nổi nơi nguyệt chừng, nhưng thủ đoạn chơi đùa Tố Tâm vẫn còn, nô tỳ nờ dối chủ nhân chết cũng đáng tiếc. Trong gian phía tây, Kỷ Thanh Nhi ngồi đoan chính trên giường, thái tầm bìa một chiếc ghế còn đến ngồi trước phía dưới Kỷ Thanh Nhi. Tiểu thư không ngờ Tố Tâm là hạng người nòng nang dạ thú. Thái tầm tức trợn mắt, hai tay nắm chặt. Tiểu thư đối với nàng ta tốt như vậy, sao nàng ta có thể ám hại người như vậy? Ừ, cái thứ sói mắt trắng không biết xấu hổ, lúc trước nếu không phải người ta. Tháp bạc thì sợ ca ca ta đã chết vì bệnh tật, chứ làm gì có chuyện đi theo đại quản sự học việc. Vì người mình để trọng nhất ám mại, Kỷ Thanh Nhi sao có thể không hận. Nàng tự nói với mình, cơm ăn mừng miếng báo thù từng bước. Lê Quý Đồn mập, nàng giờ tới không phải là người thông minh, lại là người mạnh yếu, nhất định là không thể nằm bừa, nhất định là phải nhẫn. Nhưng vừa rồi nhìn dáng vẻ dối trá ghê tởm của Tố Tâm, nàng không nhịn được. Nhưng vừa rồi nàng dối trá cái tởm, nàng không nhịn được. Nàng không phải nghĩ đến sau này cần dùng đến Tố Tâm đánh lừa kẻ thù, nàng liền giết nàng ta ngay lập tức. Vốn vô cùng tức giận, lúc này nghe Thái Tâm nói vậy, tức giận trong lòng nàng liền tiêu tán. Nàng cần gì phải tức giận vì không liên quan. Tố Tâm thực chất chỉ là kẻ bị sai xử, nếu ngay cả một con cờ nhỏ cũng có thể làm nàng tức giận, vậy chẳng phải nàng tức giận vô ích. Đừng tức giận. Kỷ Thanh Nhi vỗ tay Thái Tầm, giọng điệu ôn hòa. Vì nàng ta không đáng, sao nô tỳ có thể không tức giận. Khuôn mặt Thái Tầm tiến đến tức đỏ, đỏ bừng cắn răng. Nô tỳ và nàng ta cùng lớn lên ở nông thôn, đều là 7-8 tuổi đến phủ, sau đó được thái phu nhân đưa đến cạnh người. Nàng ta xinh đẹp hơn nô tỳ, thông minh hơn nô tỳ, trong lòng nô tỳ vẫn luôn hâm mộ, kính nể nàng ta, coi nàng ta như tỷ tỷ mình và tín nhiệm. Nhưng không thể nào ngờ rằng nàng ta là người như vậy. Nói xong vành mắt đỏ bừng, nước mắt tí tách rơi xuống. Bị người thân cận nhất phản bội, sao có thể không đau lòng.
Thái Tâm có tấm nạm trung thành như vậy, nàng vô cùng vui mừng. Kỳ Thanh Nhi không để ý chủ tớ khác biệt, cầm khăn lau nước mắt cho nàng. Hai người các ngươi tình như tỉ muội hầu hạ ta bao lâu? Tuy nàng ta làm chuyện như vậy nhưng vẫn không quyết định bỏ qua lần này. Thế lại đi, ngươi đi bảo nàng ta, ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, sau này chúng ta vẫn vui vẻ bên nhau. Như vậy sao được? Thái Tâm quên cả khóc đứng phát dậy. Nô tỳ không muốn làm việc với hạng nô tỳ nửa dối chủ nhân. Tình như tỉ muội gì chứ, nếu nàng ta vẫn nhớ đến chút gì gọi là tình nghĩa tỉ muội thì ta không làm chuyện như vậy. Trên má Thái Tâm vẫn vương nước mắt. Nàng thấy Kỷ Thanh Nhi không nói, tưởng rằng tướng nàng mềm lòng liền căm giận nói: tiểu thư ngớ như tố tâm là không thể lưu lại, nếu không phải tiểu thư thông minh hiểu được âm mưu quỷ kế của nàng ta đuổi ý tẩu đi, vậy làm sao ăn nói với Đỗ Mà Mà. Bên Thái phu nhân lại càng biết giải thích như thế nào. Người bên ngoài còn nói tính tình người kiêu căng bướng bỉnh, không nghe dạy dỗ, người không thể mềm lòng. Kỳ Thanh Nhi im lặng nghe nàng nói xong, sau đó nàng hỏi nàng: ta hiểu ý của ngươi, nhưng các ngươi là nha hoàn thân thiết của ta, cùng ta nhất vinh cầu vinh, nhất tổn cầu tổn, ngươi đã từng nghĩ vì sao Tố Tâm phải làm như vậy chưa? Thái Tâm mờ mịt lắc đầu. Có người xúi giục, Thái Tâm mở mịt lắc đầu. Có người xúi giục, Kỷ Thanh Nhi nói thẳng: cho nàng ta tiền, cho nàng ta lợi ích, tự nhiên có thể thu mua nàng ta. Thái Tâm càng có hiểu, thu mua nàng ta là hãm hại tiểu thư ư? Ai muốn hãm hại tiểu thư? Đúng vậy, nàng theo ấu đệ ăn nhở động, vốn định chờ chữa khỏi bệnh cho đệ đệ rồi trở về huyện báo ứng, nhưng đâu ngờ trong hầu phủ có nhiều người tâm địa bất lương, chỉ muốn hại đệ tỷ các đệ. Thái Tâm đột nhiên nhảy dựng lên, nhất định là đại tiểu thư, chỉ có nàng ta mới nơi nơi nhìn không vừa mắt tiểu thư, luôn đối nghịch với người. Không phải vậy, Kỷ Thanh Nhi cầm tay nàng, thong thả nói: người kia là ai? Ta đã biết rồi, nhưng nếu chúng ta giải quyết Tố Tâm, nhất định sẽ rút dây rừng rồng. Bọn họ sẽ đề phòng, giữ lại Tố Tâm mới là tốt. Ánh mắt Thái Tâm sáng lên, ý của tiểu thư là trước giả vờ nhưng không biết, đánh lừa kẻ thù, thả con sắt bắt con cá rô. Trẻ nhỏ dễ dậy. Kỷ Thanh Nhi hài lòng gật đầu. Vậy nên ngươi đi gọi Tố Tâm vào đi, đừng tức giận, phải hòa thuận giống như lúc trước vậy. Nhưng nô tỳ không chịu nổi. Thái Tâm tức giận, nô tỳ hận không thể đánh nát mặt nàng ta. Không chịu được thì cũng phải chịu. Kỷ Thanh Nhi vỗ tay nàng, cạnh ta có thể dựa vào chỉ vào mình ngươi. Những lời này làm tinh thần Thái Tâm phấn chấn, nàng lập tức đứng cạnh Kỷ Thanh Nhi, vỗ ngực đảm bảo: tiểu thư yên tâm,
nhất định nô tỳ, kiềm chế nhất định không để mấy người đắc ý. Nàng tất nhiên tin tưởng Thái Tông, kiếp trước Thái Tông luôn đi theo nàng. Nếu hôm đó nàng mang theo Thái Tông mà không phải là Tố Tông, nàng sẽ không thảm hại như vậy, sẽ không, kiếp này nhất định sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Lý Thanh Nhi thầm nhủ, vẻ mặt bình tĩnh đi 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 đỡ nàng vào ta. Tố Tâm đi tới, không đợi Kỷ Thanh Nhi nói chuyện đã quỳ xuống. Tiểu tử, Tố Tâm biết sai rồi, nguyện giờ chịu ý phạt, quỳ hơn nửa canh giờ. Sắc mặt nàng ta tái nhợt, trên trán đều là mồ hôi. Người biết sai là tốt rồi, Kỷ Thanh Nhi hừ lạnh. Ngươi nói điểm tâm Lý Tẩu làm không ngon, nhưng Lý Tẩu nói đã làm xong từ lâu, bảo ngươi bưng cho ta. Ngươi này đẩy qua đẩy lại, ngươi cố ý bưng điểm tâm lạnh lên cho người ta có lý gì? Tố Tâm dự tính là đến hàng tình huống xấu nhất, còn tìm hiểu tiểu nha hoàn vào thành đưa tin của ca ca mình, bây giờ xem ra chỉ sợ bóng sợ gió. Trái tim nơ nửng của Tố Tâm rốt cuộc hạ xuống, nước mắt đã trã. Đó là lỗi của Lô tỷ, nghĩ ngày kia đỗ bà mà thấy kiểm tra kinh văn của tiểu thư còn gần nửa, trong lòng Lô tỷ gấp như kiến bò nóng nóng chảy. Tối qua liền thức đêm kỳ chèm đêm chép kinh văn cho tiểu thư, chép đến hơn nửa đêm vẫn không xong. Nô tỳ cộng thêm đủ tiểu thư ghi chép hồi sáng là vừa đủ, chỉ sợ người khác quấy rầy tiểu thư chép kinh. Tô Tâm ngẩng đầu để lộ đôi mắt đỏ phừng. Lô tỳ muốn ngồi trông cửa cho tiểu thư, không ngờ vừa ngồi xuống thì buồn ngủ đến không mở lối mắt. Về trong bếp đến nói với Lô tỳ mấy câu, lúc ấy Lô tỳ mệt quá nên không để ý. Không ngờ chuyện đậu phụ vàng tiểu thư là lỗi của Lô tỳ, tiểu thư tiếp tục trừng phạt. Nô tỳ đi ra ngoài quỳ đi, suy nghĩ giúp Kỷ Thanh Nhi, dù là tâm địa sắt đá cũng phải mềm lòng. Tố Tâm Kỷ Thanh Nhi vô cùng ngạc nhiên, trên khuôn mặt nàng không tự giác để lộ vẻ áy náy, khó môi đóng đỏ đầu mới nói: người đối với tốt như vậy sao thể oan ức người làm người? Là Tố Tâm sai, tiểu thư không oan ức cho Lô tỳ, người phạt rất đúng. Giọng Tố Tâm chợt thấp xuống, người bị ấm ức như vậy khó chịu trong lòng. Lô tỳ hiểu. Kỷ Thanh Nhi cảm động, không biết nói gì, tự mình đỡ Tố Tâm lên. Sau này thì đừng thức đêm như vậy, ngã bệnh thì làm sao bây giờ, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi. Tố Tâm không mệt, nàng ta lắc đầu: nô tỳ hầu hạ tiểu thư ăn cơm trưa. Tiểu thư nghỉ trưa, nô tỳ chợp mắt một lúc là được. Kỷ Thanh Nhi cầm chặt tay nàng, cam kết Tố Tâm hôm nay nhất thời nóng lòng trách nhầm ngươi, ngươi yên tâm sau này sẽ không như vậy đâu. Không bao giờ để ngươi lừa dối, không bao giờ để mặc ngươi quyết định việc gì cả. Chú tớ hai người hiểu bỏ hiềm khích trước kia, nói rõ chuyện vừa rồi liền cho qua, ăn cơm trưa ngủ một giấc tỉnh dậy liền sảng khoái tinh thần. Kỷ Thanh Y ôn hòa dặn dò hai nha hoàn: Tố Tâm tiếp tục nghỉ ngơi đi, Thái Tâm mài mực cho ta, ta viết tiếp hôm nay, ta cũng thức đêm nói không chừng ngày mai có thể viết xong. Thái Tâm gật đầu: hôm nay nô tỳ thức giấc. Hôm nay nô tỳ thức đêm cùng tiểu thư, chúng ta nhất định sẽ chép xong kinh văn mau chóng trở về. Lâu rồi không gặp thiếu gia, không biết cô cao hơn không. Nhắc tới thanh thái, Kỷ Thanh Nhi không khỏi xót xa, sau đó chuyển chóng bình tĩnh lại, bên tai chuyển đến giọng Tố Tâm:
Nô tỳ nghỉ ngơi khỏe rồi, tiểu thư viết cả buổi sáng tay cũng không đau, không bằng để thái tông theo tiểu thư lên núi đi dạo. Ngủ một giấc tinh thần tố tâm khôi phục 7-8 phần. Nô tỳ viết khá nhanh, kinh văn có để nô tỳ chép, nếu không có gì thì chẳng vạng chắc vạng sẽ chép xong hết. Ngày kia Đỗ Ba Ma tới, chúng ta có thể cùng về. Kế Thanh Y do dự, sau đó cười nói, được thái tâm đi lấy đồ đào cây, chúng ta ra theo núi đào cây, nàng đi tố tâm mới yên tâm, đã vậy nàng cho nàng ta như ý là được. Tiễn Kỷ Thanh Nhi ra cửa, Tố Tâm đứng ở cửa vuốt má mình, ánh mắt dần dần âm ngoan. Trương Mama là Mama quản sự của Kỷ Thanh Nhi, thấy Tố Tâm đứng ở cửa liền chạy lên nói, Tố Tâm cô nương lên khuyên nhủ tiểu thư đừng đào mấy cây cỏ lung tung mang về. Cô nương nhìn cả viện gọn gàng, tiểu thư bên kia một chậu, bên này một chậu, còn có thể ra thể thống gì? Không đợi Tố Tâm trả lời, bà ta nên cười hả hê. Ta quên mất Tố Tâm cô nương thất sủng, đâu còn là hồng nhân cạnh tiểu thư nữa. Cô nương coi như không thấy gì ta nói nhé, chẳng may bị đánh nữa. Đừng bảo là ta nói xong liền cười ha hả bước đi. Sống lại nửa tháng, mỗi ngày Kỷ Thanh Y đều ra núi đảo Phong Lan, sau đó tự mình tới nước Món Vân. Chỉ như vậy nông nàng mới có thể bình tĩnh lại. Sau núi gió êm, khắp sườn núi đều là hoa thơm còn lạ, nơi xa xa còn có trẻ con chơi diều cười đùa. Kỷ Thanh Y tinh thần phấn chấn, vô cùng hy vọng của tương lai. Chỉ có điều hôm nay hai người tìm nửa ngày cũng không tìm được cốc hoa lan nào. Mai đến trạng vạng mặt trời mọc phía tây, còn các nàng đang chuẩn bị đi về thì từ xa trông thấy một bà tử vẻ mặt sợ hãi chạy tới. Tiểu thư không xong rồi, không xong rồi, cẩm y vệ bao vây viện chúng ta. Bà nói gì? Nơi này không khác gì sấm sét trời quang. Nam Kỷ Thanh Y hốt hoảng, đây chính là cẩm y vệ tịch thu tài sản, giết chết cả nhà, khiến vương hầu cũng nơm nớp lo sợ. Cẩm y vệ tới cửa nhất định là tin giữ trong tin giữ.
Thanh Thái vẫn đang ở hầu phủ, hắn sao rồi, có thể gặp nguy hiểm gì không? Trái tim Kỷ Thanh Y bị ai túm, treo cao vẻ mặt hoảng sợ chạy về. Từ sau núi đến biệt viện chỉ trong thoáng chốc ngắn ngủi, trong đầu Kỷ Thanh Y hiện lên đủ loại suy đoán đáng sợ. Những suy đoán này khiến trái tim nàng co rúm lại. Nếu Thanh Thái thật sự xảy ra chuyện gì, nàng đến làm gì đấy? Khi nàng chạy tới cửa viện, nhìn thấy cẩm y vệ lạnh lùng túc sát, bỗng nàng tỉnh lại. Không sai, Thú xuân đào lóe ra ánh sáng lạnh lùng. Kế Thanh Nhi bình tĩnh bước vào sân. Trong sân nhà cho hoàn bà bị trong sân nhà hoàn bị hoảng sợ như những chú chim giúp quẩn nhau. Một phụ nhân quần áo làm nũ cả người bẩn thỉu bị trói gô trong sân. Vì vậy nam tử đứng chắp tay trong sân vô cùng nổi giận, khiến người ta liếc một cái là thấy sự hiện hữu của ông đại nhân chủ nhân Trần gia tới. Nghe thấy động tĩnh, nam nhân kia xoay người lại. Ông độ lớn hơn 40, cao ròng ròng, nho nhã, ngũ quan tuấn tú. Nếu không phải trên người mặc phi ngư phục chính tam phẩm, Kỷ Thanh Nhi sẽ cảm thấy ông chỉ là tiên sinh dạy học trong học đường. Nhìn thấy Kỷ Thanh Nhi, ông hơi sửng sốt, hoặc giả không ngờ nàng nhỏ như vậy. Xong ngờ vực này chợt lóe lên rồi biến mất. Rồi biến mất, giây sau đôi tròng mắt kia trở nên vô cùng sắc bén. Kỷ Thanh Nhi thoáng tới.
Thấy ánh mắt ông như kiếm, làm người khác không thể nhìn thẳng, có thể cúi đầu. Kỳ kỳ thị ra mắt Triệu đại nhân, không biết đại nhân tới cửa nó có chuyện gì. Ông nhìn chằm Kỳ Thanh Nhi, ánh mắt ngày càng lạnh. Người và Trần gia Bình Hầu có quan hệ như thế nào? Kỷ Kỷ Nghiêm là gì của ngươi? Sao ngươi biết Triệu phủ ta? Ba vấn đề liên tiếp, vấn đề sắc bén hơn vấn đề trước. Bình Dương Hầu là cậu của tiểu nữ, Kỷ Nghiêm là tục danh của tiên phụ. Đột nhiên nghe thấy tên cha mình trong miệng, Chỉ Thanh Nhi không khỏi đỏ vành mắt. Nàng cố gắng hết sức mới có thể nén để. Lúc trước đại nhân phá án đã từng trông xa thấy một lần nên nhận ra. Trái tim Kỷ Thanh Nhi đập loạn, Thuận không thể cắt đứt nỗi mình. Sau này có thể sơ suất như vậy, Thuận miệng gọi là Triệu đại nhân. Triệu phù là huynh đệ chơi cùng hoàng tử từ thời tấm bé, rất được hoàng đế tín nhiệm, không ít vương công quý tộc thu nhà diệt tộc bởi tay ông. Chẳng may nữa này nếu gặp phải chuyện gì, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Triệu phù trầm mặc một lúc, sau đó chỉ vào phụ nhân bị trói gô nói, người có nhận ra phụ nhân này không? Kỳ Thanh Nhi đi tới trước mặt phụ nhân, nhìn kỹ khuôn mặt bà, sau đó lắc đầu, tiểu nữ không biết người này. Khuôn mặt Triệu phù vẫn nẻ vẻ lạnh, hừ lạnh, lời nói ra làm lòng run sợ. Chưa chấp trọng phạm nên gánh tội gì? Sao đại nhân lại nói như vậy? Kỳ Thanh Nhi sợ tái mặt, giọng cao hơn mấy phần. Chúng ta sao có thể nói? Nơi chưa dứt lời thấy phụ nhân bị trói và Trương Ma quỳ một bên này bẩy, nàng lập tức hiểu ra. Trương Ma Ma tham tiền hãm lợi, thấy tiền là sáng mắt. Trừ bà ta ra cho người ngoài vào thì không còn ai to gan hơn như vậy. Đại nhân trong lòng Kỳ Thanh Nhi lạnh lẽo, bất chấp mọi thứ quỳ xuống trước mặt Triệu Thúc. Gia nhân tham tiền là dân nữ quản lý không xong, tất cả tội danh dân nữ xin gánh chịu. Chuyện này không có quan hệ gì với mọi người ở phủ Bình Dương Hầu, mong đại nhân minh giám. Dây vào cẩm y vệ, chuyện không có gì là chuyện to tát. Nếu nàng đứng ra gánh toàn bộ trách nhiệm, có thể bảo vệ phủ Bình Dương Hầu. Thái phu nhân sẽ để mặt nàng chăm sóc cho Thanh Thái. Nàng chết rồi, Trần Văn Cẩn sẽ không thể dùng Thanh Thái uy hiếp nàng, hắn sẽ được an toàn. Chỉ tiếc nàng chưa kịp gặp Thanh Thái, tỷ lệ hai người liền âm dương xa cách. Trong lòng Kỷ Thanh Nhi đau nhói, đôi mắt đỏ bừng. Chứa chấp trọng phạm là tội chết, giọng điệu Triệu phu vô cùng bình tĩnh, nhưng nghe vào trong tai mọi người đều rung mình.
Nhưng không biết là không có tội, phu nhân này vốn không trọng phạm trọng tội, bị ta bắt là trọng phạm, chịu phù không nói, cởi mi vệ tịch biên không ít nhà, nhưng tuyệt không lạm sát kẻ vô tội. Trọng phạm bắt được, chuyện này chấm dứt tại đây. Triệu Phù sải bước tới, dùng lại lạnh giọng: chuyện hôm nay phàm nó có người biết được, các người sẽ biết hậu quả chưa? Mọi người quỳ trong viện lúc này mới như tỉnh mộng, dập đầu run rẩy bảo đảm: tiểu nhân tuyệt không dám ho he bên ngoài dù chỉ một chữ. Kỳ Thanh Nhi vẫn quỳ trên đất không tin được, một họa chém đầu chỉ đã kết thúc. Thái Tông đỡ Kỳ Thanh Nhi lên: tiểu thư, họ đi cả rồi. Kỳ Thanh Nhi đứng lên đang định đi vào, thấy Triệu Phù vừa đi quay lại, trái tim nàng không thể tốt lên. Mọi người trong viện vội vàng quỳ xuống, Triệu Mama thì sợ chết ngất. Kỳ tiểu thư, Triệu Phù đi thẳng tới hành lang, sau đó nói: Văn Nhi và Giang Đông tiên tử này, tiểu thư mua ở đâu vậy? Kỳ Thanh Nhi sửng sốt một lúc mới hiểu ra, ông đang hỏi hai chậu hoa lan đặt dưới hành lang. Hai chậu hoa lan này được nàng đào về từ từ lâu, đã nở rộ. Bất chợt nàng nhớ đến một chuyện: mẫu thân Triệu Phù, phu nhân là phụng thượng thích nhất hoa cỏ. Triệu Phù hoài đến hoa rất có thể là vì tu vi, chứ không phải là vì công. Và sao lần này ông quay lại về có một mình, không mang theo người hộ vệ nào? Kỳ Thanh Nhi nhẹ lòng: không phải mua, mà là tiểu nữ lên núi đào tìm thấy. Ánh mắt Triệu Phù hơi đổi nhưng không tin. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, ông quyền cao chức trọng không để tâm tình lộ ra ngoài một mặt. Hai chậu hoa này có thể bán cho ta không? Quả nhiên là chuyện riêng, dẫu vậy Kỳ Thanh Nhi cũng không dám xem nhẹ. Đại nhân vừa mở miệng đã gọi được tên hai chậu hoa này, hắn là người yêu hoa, nếu đại nhân đã thích, tiểu nữ tặng đại nhân hai chậu hoa này, cần chi nó đến mua bán. Hôm nay không mang tiền theo người, ta mang hoa đi trước, tiền nhất định sẽ đưa cho người. Triệu Phù nói dứt lời liền tự bưng hoa chậu rời đi. Triệu đại nhân đi thong thả. Kỳ Thanh Nhi đứng dưới hành lang, người trong sân vẫn quỳ, tất cả mọi người đều sợ, sợ cấm y vệ thủ trấn là sát mặt lạnh đi rồi quay lại. Không biết qua bao lâu, một cơn gió thổi qua, Kỳ Thanh Nhi rùng mình, thế này mới ý thức áo đã ướt đẫm. Sáng hôm sau, Kỳ Thanh Nhi phát hiện bữa sáng phong phú hơn thường ngày rất nhiều. Sau khi ăn sáng xong, Trương Mama tới, vừa vào cửa không nói hai lời liền quỳ xuống khóc nức nở, nói trước bản thân u mê làm đủ chuyện sai lầm, sau này tuyệt đối không dám nữa, xin tiểu thư tha cho bà ta lần này, đừng nói tới thái phu nhân. Kỳ Thanh Y không nói một lời, nghe bà ta kể lể nửa ngày mới thong thả nói: Triệu đại nhân nói chuyện này không được truyền ra ngoài, chẳng lẽ Mama đã quên? Trương Mama như bừng tỉnh từ giấc mộng, lập tức bỏ dậy lau nước mắt, liền miệng vâng vâng, chuyện hôm nay đã qua không thể truyền ra ngoài, tiểu thư nghỉ ngơi đi. Lão nô nùi xuống. Kỳ Thanh Nhi bình tĩnh làm Tố Tâm cảm thấy ngoài ý muốn. Kỳ Thanh Nhi không ưa Trương Mama nhưng không thể làm gì bà ta. Đây không phải là chuyện một ngày một hai.
Thái Tâm hừ một tiếng với bóng lưng Trương Ma Ma, sau đó tức giận nói: "Tiểu thư, Trương Ma Ma luôn ăn xén tiền tiêu vặt hàng tháng trong viện của chúng ta, vừa rồi người không nên tha cho bà ta dễ dàng như vậy." Kỳ Thanh Nhi hừ lạnh kiêu ngạo nói: "Bây giờ chúng ta ở biệt viện khắp nơi đều là cản trở, trở lại kinh thành nhất định bà ta sẽ đẹp mặt." Thái Tâm rách miệng: "Được, cho chúng ta trở lại kinh thành tự nhiên có thái phu nhân xử cho tiểu thư." Thái Tâm nói đúng lắm, muốn đứng vững ở hậu phủ nhất định phải được ngoại tổ mẫu yêu thích, chỉ cần ngoại tổ mẫu ta thương ta, những tên nô tài kia để có là cái thá gì đâu. Kỳ Thanh Nhi nghiêm mặt: "Lần này trở lại hậu phủ ta nhất định phải chăm nói với chuyện với ngoại tổ mẫu, ngoại trừ bà thật là vui vẻ như vậy ta có thể trừng trị ác nô Trương Ma Ma." Tố Tầm cũng cười: "Đây mới là kỷ biểu tiểu thư xúc động tùy hứng." Các nàng cười Kỳ Thanh Nhi cũng cười, ngoại tổ vốn là nàng tỷ tỷ Thanh Nhi lên mới quan tâm nàng, nhưng nhiều lần nàng làm ngoại tổ không vui nên không thích nàng, thậm chí ghét. Á miệng có thể che chở cho nàng như trước, nhưng nàng không trách ngoại tổ mẫu, là thích nàng không tốt luôn tìm đường chết, làm người ta không thích. Kỳ Thanh Nhi vân về hoa văn trên ống tay áo, thầm mại quyết tâm kiếp này nàng nhất định mở to hai mắt không để nơi nguyệt chừng nữa. Lại một ngày trôi qua, Đỗ Ma Ma đúng hạn tới. Thái Tâm chạy như bay vào, giọng nói vàng dội hưng phấn nói với Thanh Nhi: "Tiểu thư, Đỗ Ma Ma tới cửa rồi, đang đi về phía này, ngươi có muốn tự mình đi đón không?" "Ta không đi." Kỳ Thanh Nhi bĩu môi: "Ta viết xong rồi, sợ gì bà ta?" "Tố Tâm, ngươi đi đón đi, ta sắp xếp lại kinh văn lần nữa, lúc trước không chép xong phải trộn lẫn để vượt qua kiểm tra." Lúc trước không chép xong phải trộn lẫn vượt qua kiểm tra. Kỳ Thanh Nhi tỏ ra thân thiết với Đỗ Ma Ma, nhưng Đỗ Ma Ma thật thiết diện vô tư, không có chuyện châm trước. Bây giờ nàng đã hoàn thành nhiệm vụ, sao còn phải đi đón bà ta? Tố Tâm đặt chiếc giấy tuyên thành giày xuống, xoay người đi đón. Kiểu chữ của Tố Tâm và nàng không giống nhau. Người sáng suốt này đã biết Đỗ Ma Ma lại không phải là người mất mờ tuổi. Tố Tâm đặt xấp giấy tuyển thành giày xuống, xoay người đi đón. Kiểu chữ của Tố Tâm nàng không giống nhau, người sáng suốt nhìn là biết. Đỗ Ma Ma lại không phải người mất mờ vì tuổi già. Kỳ Thanh Nhi cười lạnh rút kinh văn chép ra, lấy kinh văn được giấu gộp vào chỗ kinh văn trên tay, thanh thản chờ Đỗ Ma Ma đến.
Đỗ Ma Ma nhìn Kỷ Thanh Y đưa kinh văn tới để hết sức ngạc nhiên, đại khái kiểm tra một lần. Khóe miệng Tố Tâm giật giật, trên mặt thoáng qua chút thất vọng. Nàng ta không ngờ lần này Đỗ Ma Ma lại qua loa cho xong như vậy. Trong lòng Kỷ Thanh Nhi biết rõ, âm thầm cười lạnh, lại giả vờ như không nhìn thấy để cho Tố Tâm mỗi ký kinh văn cho Đỗ Ma Ma. Trong lòng Kỷ Thanh Y biết rõ, âm thầm cười lạnh nhưng lại giả vờ như không nhìn thấy để cho Tố Tâm quấy kỹ kinh văn cho Đỗ Ma Ma. Ta cũng nhất giới ngoại tổ mẫu cùng thanh tái. Kỷ Thanh Y khẽ nhún người hành lễ với Đỗ Ma Ma, khiến Ma Ma nuôi tới nhiều lần, người vất vả rồi. Đỗ Ma Ma không ngờ Kỷ Thanh Y sẽ làm như vậy, nhất thời nhìn thấy làm kinh hãi. Bà nhìn thấy Kỷ Thanh Y, ánh mắt có chút phức tạp. Sớm biết có ngày hôm nay, sao còn lúc trước còn như thế. Thái phu nhân đã quá thất vọng về nàng rồi, cũng đã quyết định sẽ không quản nàng nữa. Bộ dáng của nàng xinh đẹp, chỉ cần nịnh bợ thái phu nhân một chút, thái phu nhân nhất định sẽ không bạc đãi nàng, ít nhất thì cũng sẽ an bài cho nàng một cuộc hôn nhân tốt. Chỉ tiếc vị biểu tiểu thư xinh đẹp này ngang bướng cố chấp, ngay cả thái phu nhân cũng không được dạy cho nàng, cho nên mới cảm thấy chán ghét ở vứt bỏ nàng. Đỗ Ma Ma thầm nghĩ, vốn yêu kiều giống như một đóa hoa, rõ ràng con đường phía trước rộng mở, lại tự mình hủy hoại, thật là đáng tiếc. Tổng cộng 2 chiếc xe ngựa, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Kỷ Thanh Y, 5 chậu phong lan cũng được mang theo. Đoàn người thu dọn thỏa đáng liền theo đường lớn bằng phẳng và hướng kinh thành. Thời gian qua thật nhanh, lúc đi mùa đông, thế nên mới là một cái chớp mắt. Khi trời cũng đã ấm dần rồi, Tố Tâm thở dài một hơi nói, tiểu thư lần này trở về, ngài ngàn vạn lần cũng đừng giận dỗi với tiểu thư. Nàng không đề cập tới thì tôi, vừa nhắc tới sắc mặt của Kỷ Thanh Nhi liền trở nên cứng ngắc. Quả thực là không bình, không mở bình thì ai biết trong bình có gì, người có ý đồ thì chẳng bao giờ là nham hiểm. Qua một hồi lâu, Kỷ Thanh Nhi mới cắn răng nghiến lợi nói, ta tự nhiên là không ầm ĩ với nàng ta, nhưng cũng không tùy ý để người khác đến khi dễ trên đầu ta. Tố Tâm vội nói, tiểu thư đừng kích động. Ta đương nhiên sẽ không kích động. Giọng nói Kỷ Thanh Nhi có chút không vui, cắt đứt lời nói của Tố Tâm. Ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai hết. Không có gì quan trọng hơn là việc nhận được sự yêu quý từ thái phu nhân. Lần này hồi kinh dỗ cho thái phu nhân vui vẻ mới là điều quan trọng nhất. Hai người các ngươi lúc nào phải nhắc nhở ta chuyện này, đặc biệt là Thái Tâm. Kỷ Thanh Nhi một hai câu nói, ngươi nhất định không để tính tình bị kích động, nhất định phải nhẫn nại. Tố Tâm cùng Thái Tâm nhanh chóng gật đầu, tiểu thư yên tâm, chúng ta nhớ kỹ, nhất định là không rước lấy phiền phức cho tiểu thư.
Quý Thanh Nhi làm ra vẻ yên tâm, khẽ nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh, xe ngựa liền tiến vào đường lớn. Đi về phía trước một đoạn, xe ngựa đột nhiên phát ra một tiếng kéo kẹt. Theo sát sau đó là tốc độ xe ngựa vốn vững vàng đều đặn bỗng rung lắc kịch liệt, khiến ba người ngồi trong xe này trái này phải đứng ngồi không yên. Thái Tâm trước tiên chạy đến ôm lấy Kỷ Thanh Nhi, mà Kỷ Thanh Nhi lại nhào tới trên bàn trà bảo vệ năm bồn hoa. Phong Lan còn chưa trổ cành non, chỉ tiếc lại chậm một bước, hai tay nàng chỉ ôm lấy được bốn bồn. Trước mắt nhìn bồn cây còn lại không được bảo vệ mà rơi xuống, Kỷ Thanh Nhi đau lòng không thôi. May mắn có Tố Thành nhanh tay ôm được bảo vệ trong ngực, Kỷ Thanh Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu tặng cho Tố Tâm một ánh mắt tán thưởng. Bên ngoài phu xe ủi chào một tiếng, sau một hồi nào đáo đung đưa, rốt cuộc xe ngựa cũng đã dừng được. Cứ nghĩ mọi chuyện xảy ra là rất chậm, nhưng thực tế cũng chỉ trong một cái chớp mắt. Đợi đến khi xe ngựa dừng hẳn lại, Cửi Thanh Nhi thấy Thái Tâm Tố Tâm đều không sai, lúc này mới cúi đầu nhìn Phong Lan trong ngực. Năm bồn Phong Lan hoàn hảo, không chút tổn hại gì. Rèm xe bị vén lên, sắc mặt Đỗ Ma Ma khẩn trương nhìn một vòng quanh xe. Biểu tiểu thư, người không sao chứ? Ba người chúng ta đều không có việc gì, Ma Ma yên tâm. Kỷ Thanh Nhi hướng Đỗ Ma Ma lắc đầu, còn không quên là một nụ cười nhẹ trấn an bà, đã xảy ra chuyện gì.